Chào anh John. Chào Happy. Chào anh Vinh. Chào anh Daniel. Đây là làng nổi ở Việt Nam. Ở đây là ở sông La Ngà. Và ở đây có rất nhiều nhà ở trên sông. Anh John nhìn thấy không? Happy nhìn thấy không? Có rất nhiều người sống ở đây. Và họ sống ở trong những căn nhà ở trên sông. Anh John có nhớ không? Đây là vợ em, Abby. Đây là Phương Abby. Anh John ở đó là anh Bo, anh John. Hôm nay anh Bo và vợ anh Bo và em đi thành phố Đà Lạt. Bây giờ em, anh Bo và vợ anh Bo và Phương đang đi bộ ở trên cầu ở sông La Ngà, anh John. Ở sông La Ngà. Có rất nhiều nhà ở đây anh John. Những ngôi nhà này sống ở trên sông. Họ cũng có điện và có tivi anh John. Có một cái thuyền ở đó anh John. Có một cái thuyền ở đó. Có lẽ người đi thuyền đang muốn đi đến nhà của họ. Hả? Sao em? Oh. Yeah. Chân đúng anh bò, đúng anh bò. Anh John, ở đây có rất nhiều cá anh John. Anh Bo nói hello, anh Bo. Chào anh John. Chào các bạn. Chào anh. Người đàn ông đi thuyền nói hello với chúng tôi. Đúng anh Bo. Tiếp tục anh Bo. Anh John, hôm nay em và anh Bo và Annie sẽ đi đến thành phố Đà Lạt. FB, đây là anh Bo FB. Chúng có vẻ vắt vắt rưỡi để anh xuống nhà này, nhà đó. Dạ. Yeah.